là dòng sản phẩm cáp kết nối màn hình Mitsu FX. Đây là cáp USB SC09, hàng có sẵn rất nhiều, các bạn có thể vào website để biết thêm chi tiết. Cáp kết nối màn hình, lập trình và điều khiển. Đây là cáp Siemens, cáp PM, cáp kết nối được lập trình Mitsu, cáp lập trình PC Siemens, cáp lập trình của PC KN, cáp lập trình của PC Ozone, cáp kết. Đặc biệt công ty chúng tôi